Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa các thủ TP Bank và các thủ FG Thanh Hóa. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B của giải bóng đá Autobank Cup S8 2022. Như vậy hiệp 1 cuộc đối đầu giữa thủ TP Bank Thanh Hóa và các thủ FG Thanh Hóa đã bắt đầu. Chào và xin cảm ơn Vũ Anh Dũng nha. Cơ hội dành cho các thủ FG. Goal! Không được. Trùng sẽ là niềm hy vọng số 1 của FG rồi. Đường chuyền rất hay của Tiến Trùng. Goal! Không được. Cơ hội đã bị các thủ FG bỏ lỡ. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Không thể chiến thắng được Đại Hit. Đường chuyền của đội trưởng bên phía các thủ FG. Nó hướng tới vị trí của Tuấn Nếp. Phản công dành cho FG. Goal! Không được. Vừa rồi thì hàng phòng ngự bên phía TP Bank đã bỏ quyền. Đã bỏ quyền một cầu thủ bên phía FG. Cú dứt điểm. Không được. Và xử lý rất hay. Vẫn đang là cầu thủ FG. Bàn thắng đã đến với các thủ FG Thanh Hóa rồi. Chúng ta chờ đợi tình huống làm chậm để xem là cầu thủ nào đã dứt điểm. Đó có lẽ là bàn thắng của Tuấn Hiệp. Chính xác như vậy, Tuấn Hiệp là người đã giúp cho các thủ FG Thanh Hóa vượt lên dẫn bàn. 1-0. 1-0 trong cuộc đối đầu giữa TP Bank và FG Thanh Hóa. Đội bóng được đánh giá cao hơn và thi đấu nhìn hơn ở hiệp 1 thì đã có bàn thắng. Họ đã có rất nhiều những cơ hội ở hiệp 1. Nhưng bàn thắng lại đến từ một tình huống xử lý cá nhân của Tuấn Hiệp. Và 1-0 dành cho FG Thanh Hóa. Quá hay, đường chuyền là của Tuấn Hiệp. Cơ hội! Không được. Tuấn Hiệp. Cú dứt điểm của Tuấn Hiệp rất nguy hiểm. Thì FG vẫn đang dẫn trước TP Bank với tỷ số là 1-0. Với pha làm bàn của Tuấn Hiệp, một tình huống mà thủ thành Đại Hit đã chơi an toàn. Và đây là phản công dành cho FG. Đó là đường chuyền của Nguyễn Văn Hùng. Cơ hội! Một tình huống bỏ lỡ được coi là thế kỷ. Cơ hội. Đó là cơ hội dành cho Nguyễn Văn Hùng. Bàn thắng thứ ba thì vẫn chưa đến. Rất nguy hiểm. Đây đã là phút thi đấu thứ 53. Cơ hội không được. Lên bóng dành cho các thủ TP Bank. Cú dứt điểm từ xa. Lại một tình huống là bầm nữa và bàn thắng đã đến với các thủ TP Bank. Lần thứ hai mà Thế Bình bắt bóng lập bập. Và lần này thì Võ Thành Giang đã giúp cho các thủ TP Bank quân mình tỷ số 1-1. Một màn ăn mừng mà chúng ta có thể ngầm hiểu được rằng đó là một màn ăn mừng sẽ dành cho có lẽ Võ Thành Giang. Võ Thành Giang hay là Hàn Vinh nữa sẽ sắp đón những đứa con đầu lòng. Chúng ta xem lại tình huống đã dẫn tới bàn thắng quân mình tỷ số 1-1 dành cho các thủ TP Bank. Lỗi xuất phát từ tình huống bắt bóng lập bập của Thế Bình. Trận đấu đã bị gián đoạn rất nhiều bởi những chấn thương của thủ hai đội. Cú dứt điểm không được. Như vậy sau tình huống vừa rồi thì tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên. Trận đấu được coi là chung kết sớm của giải đấu này đã kết thúc và hai đội đã tạm hài lòng với một điểm có được.